Bệnh gan là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và yêu cầu sự chăm sóc đặc biệt trong việc lựa chọn thực phẩm và đồ uống hàng ngày. Dưới đây là những loại đồ uống không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ người bệnh gan trong việc cải thiện chức năng gan. 1. Nước ấm chanh. Nước chanh ấm vào buổi sáng có thể giúp kích thích gan sản xuất mật, hỗ trợ tiêu hóa và loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ gan khỏi tổn thương do gốc tự do. 2. Trà xanh Trà xanh chứa nhiều kết trình, một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Uống trà xanh hàng ngày giúp giảm mỡ trong gan và hỗ trợ quá trình giải độc gan. 3. Nước ép cà rốt Cà rốt giàu beta-carotene, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ gan và cải thiện chức năng gan. Nước ép cà rốt có thể giúp giảm viêm và cải thiện khả năng loại bỏ độc tố của gan. 4. Trà nghệ nghệ là một loại thảo dược có tính kháng viêm và chống oxy hóa mạnh. Trà nghệ giúp kích thích gan sản xuất các enzyme cần thiết cho quá trình giải độc và giảm viêm. 5. Nước ép bưởi. Bưởi chứa nhiều vitamin C và glutathione, một loại chất chống oxy hóa giúp gan loại bỏ các chất độc hại. Uống nước ép bưởi thường xuyên có thể giúp cải thiện sức khỏe gan và hỗ trợ quá trình giải độc. 6. Nước ép củ dền. Củ dền giàu nitrat và chất chống oxy hóa giúp tăng cường lưu lượng máu và giảm viêm trong gan. Nước ép củ dền còn giúp cải thiện chức năng gan và hỗ trợ quá trình giải độc cơ thể. 7. Nước lọc Nước lọc là đồ uống cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng trong việc duy trì chức năng gan. Uống đủ nước mỗi ngày giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc loại bỏ độc tố và duy trì sự cân bằng nội môi. Việc lựa chọn những loại đồ uống phù hợp có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và cải thiện chức năng gan. Những đồ uống kể trên không chỉ giúp hỗ trợ quá trình giải độc mà còn giúp giảm viêm, bảo vệ gan khỏi những tổn thương do các tác nhân gây hại và nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi thêm đồ uống vào chế độ ăn hàng ngày. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.